Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả kênh tiêu thụ nông sản tại vùng sản xuất ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung tại các xã Xuân Hòa, Xuân Vinh. Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh triển khai xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi tại xã Liên Bão. Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có nhiều gia đình tứ đại đồng đường. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương có diện tích đất chuyên trồng màu lớn nhất tỉnh với khoảng 350 ha vụ đông và trên 100 ha các vụ còn lại. Ở địa phương này, hiện có khoảng 20 cơ sở chuyên thu mua sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân cả trong và ngoài tỉnh. Mùa nào thức ấy, bình quân mỗi ngày, một cơ sở đây thu mua từ 5 đến 7 tấn nông sản như hành, tỏi, ớt, rau thơm, dưa bí các loại. Bà con cho biết, trước kia, chủ yếu là thương lái ở nơi khác vào thu mua. Khi mất giá thì họ không chịu tiêu thụ. Còn khi giá cao, khan hiếm hàng thì quay ra cạnh tranh nhau. Thị trường bấp bênh, thu nhập của bà con cũng vì thế mà không ổn định. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác. Có bao nhiêu sản phẩm mang ra thì các đại lý để tiêu thụ bằng hết cho bà con chúng tôi nên chúng tôi vẫn cứ yên tâm sản xuất. Hầu hết các cơ sở ở đây đều có thỏa thuận thu mua nông sản với bà con nông dân ngay từ đầu vụ. Nhờ đó chủ động hơn trong việc kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng. Bản thân mỗi cơ sở cũng có nhiều cách để hỗ trợ nông dân lúc mùa màng. Cái rau củ quả nó nhiều, cái lượng nó nhiều thì cơ sở sẽ đánh tận xe xuống dưới ruộng đấy để thu mua trực tiếp với bà con nông dân. Và mình có công nhân này, có phương tiện này và tạo điều kiện mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nông dân, cho nó đỡ công vận chuyển của bà con, đỡ vất vả đi. Kết nối cung cầu luôn là khâu yếu nhất trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Minh chứng là ngày càng nhiều những vụ giải cứu nông sản. Thì ở Quỳnh Hải, cái bắt tay giữa bà con nông dân với tiểu thương được xem là hướng đi phù hợp hiện nay. Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên 1 hecta canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương trong tỉnh đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp, trong đó điển hình là vùng nuôi trồng thủy sản ở huyện Kim Sơn, sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn ở huyện Ninh Khánh, hoa và rau an toàn ở thành phố Ninh Bình, vùng trồng cây ăn quả ở thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan. Để sản xuất nông nghiệp phát triển, trong đó có các vùng sản xuất chuyên canh, tỉnh Ninh Bình đã ban hành các chính sách cụ thể như đầu tư về hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp từ 55 triệu đồng năm 2008 lên 86 triệu đồng năm 2012 và 110 triệu đồng năm 2017. Những năm qua, chăn nuôi thủy sản tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã được duy trì và phát triển tốt, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Xã Đại Hưng có trên 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản với 31,5 ha. Nhiều mô hình có diện tích lớn như mô hình của ông Đào Văn Dũng nuôi 3,5 ha, ông Hoàng Quang Tuấn nuôi 2 ha, bà Đặng Thị Hồi nuôi 2,5 ha. Để tăng hiệu quả nuôi trồng, các hộ tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa xen canh nhiều loại cá theo từng tầng nước như cá trôi chép ở tầng đáy, cá mè chấm ở tầng nước trung gian, cá rô phi đơn tính ở tầng nước mặt. Năm 2017, sản lượng thu hoạch đạt trên 340 tấn với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, vật nuôi nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, huyện đã quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Xuân Hòa, Xuân Vinh. Đây là vùng nuôi thủy sản đa con đa canh mang tính bền vững với các giống cá vược, siêu hồng, các loại cá truyền thống và nuôi tôm sú quảng canh đem lại hiệu quả gấp 2,5 đến 3 lần so với cây lúa. Xã Xuân Vinh hiện có 39 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với hai vùng nuôi tập trung ven sông Sò và vùng Sau Tú.
các đối tượng nuôi chính vẫn là cá truyền thống và mới đây, cá lăng là con nuôi có giá trị kinh tế, được bà con đưa vào nuôi thả thành công. Sản lượng cá trung bình hàng năm toàn xã thu được trên 100 tấn và nuôi trồng thủy sản đã trở thành nghề cho thu nhập chính của người dân xã Xuân Vinh. Hiện toàn xã có khoảng 46 hộ tham gia nuôi thủy sản. Đến bây giờ các cái hộ sản xuất thì người ta đã đi vào nề nếp và ta đã có kinh nghiệm thì nói chung là những năm gần đây là cũng có thu nhập cao. Trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương, xã Xuân Vinh xác định khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển nuôi thủy sản, đa dạng các đối tượng nuôi là hướng đi chính để phát triển thành mũi nhọn kinh tế. Từ đó, xã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân mở rộng diện tích và đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ban nông nghiệp xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập trung phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy sản, giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế nói riêng, nên số người đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ngày càng tăng, trong đó có trên 95% bệnh nhân khám bảo hiểm y tế. Trung tâm Y tế huyện Yên Mô hiện có trên 54.000 người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh. Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, thời gian qua trung tâm đã chú trọng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người dân, không có sự phân biệt giữa khám bảo hiểm y tế và khám dịch vụ. Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác điều trị, trung tâm đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao được ứng dụng vào điều trị, qua đó đã giảm số người bệnh phải chuyển tuyến, giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh, góp phần thúc đẩy và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, trung tâm làm tốt việc cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, bảo đảm đủ thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để điều trị cho người bệnh đạt kết quả cao nhất. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đã khám chữa bệnh cho hơn 119.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 95% thẻ bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh triển khai xét nghiệm nhóm máu và tổng phân tích tế bào máu ngoại vi để biết được tình trạng sức khỏe và phát hiện một số bệnh lý về máu cho trẻ dưới 6 tuổi tại xã Liên Bão. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế về phối hợp xét nghiệm nhóm máu và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cho trẻ dưới 6 tuổi, mặc dù đây là hoạt động mới nhưng nhờ sự quyết tâm và những giải pháp tích cực mà Trung tâm Y tế và Trạm Y tế đã triển khai, nên toàn bộ trẻ được lấy máu xét nghiệm trong đợt này sẽ được thực hiện cả xét nghiệm định nhóm máu và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi để đánh giá tình trạng sức khỏe và phát hiện các bệnh về máu. Ngay trong ngày đầu ra quân, công tác lấy máu xét nghiệm cho trẻ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo an toàn. 100% số trẻ trong danh sách đã được gia đình đưa đến lấy máu xét nghiệm theo đúng kế hoạch. Đây là những kết quả rất tích cực, hứa hẹn chiến dịch sẽ đảm bảo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Sau Liên Bão, Trung tâm Y tế Tiên Du sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng chiến dịch trên địa bàn toàn huyện. Mỗi tháng tiếp theo sẽ triển khai tại 2 xã. Dự kiến toàn huyện sẽ có 18.000 trẻ được xét nghiệm định nhóm máu và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. Huyện đoàn Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Cốc cháo yêu thương. Chương trình được thực hiện vào sáng thứ năm hàng tuần. Đoàn viên thanh niên trong câu lạc bộ tình nguyện tổ chức phát cháo và nước miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Với tấm lòng thiện nguyện, 30 thành viên trong câu lạc bộ đã đóng góp kinh phí và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Hàng tuần nấu khoảng trên 200 cốc cháo, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để phát cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng của tuổi trẻ Duy Tiên, nhằm động viên giúp đỡ người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo, đang điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn. Thời gian qua, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Thái Bình triển khai hiệu quả. Hoạt động tình nguyện ngày càng có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thanh niên trong tỉnh đã phối hợp tặng trên 6.200 suất quà với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng, thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.300 đối tượng gia đình chính sách, tổ chức 13 đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 3.000 đơn vị máu, sửa chữa, xây dựng mới 13 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền trên 270 triệu đồng.
các cấp bộ đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hoạt động, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ hướng về cộng đồng. Từ đó giúp các bạn trẻ xây dựng cho mình lối sống đẹp, kiên định, vững vàng trên con đường lập thân lập nghiệp. Tận dụng lợi thế địa phương, những năm qua huyện đoàn Văn Lâm tỉnh Hưng Yên thường xuyên tạo sân chơi cho các em thiếu nhi nhờ nguồn xã hội hóa từ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Nửa đầu năm 2018, điểm sáng trong 11 xã thị trấn thuộc huyện Văn Lâm là thị trấn Như Quỳnh đã xã hội hóa được 110 triệu đồng, xã Lạc Đạo gần 50 triệu đồng, xã Lương Tài gần 20 triệu đồng. Với nhiều cách xã hội hóa hiệu quả, các chi đoàn đã vận động người dân ủng hộ thông qua các hòm quyên góp trong các buổi sinh hoạt hè. Với số tiền từ 20 đến 50 nghìn đồng, rất nhiều người dân của thị trấn Như Quỳnh đã đóng góp tiền để hỗ trợ các em thiếu nhi mua trống và các đạo cụ phục vụ công tác đoàn. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế địa bàn có nhiều doanh nghiệp và cá nhân có tiềm lực kinh tế, các chi đoàn đã tích cực xã hội hóa các sân chơi cho các em và nhận được nhiều sự ủng hộ cao từ các doanh nghiệp như công ty Phương Anh, công ty 319 hay công ty VAB, công ty Việt Hưng. Đây được coi là cách làm hiệu quả để duy trì các hoạt động đoàn, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện. Là địa phương được tỉnh chọn làm điểm mô hình cộng đồng học tập, cơ quan đơn vị học tập. Những năm qua, Hội khuyến học huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, phát động phong trào học tập sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cơ sở. Hội khuyến học huyện Kinh Môn hiện quản lý 290 chi hội khuyến học cơ sở ở 25 trên 25 xã thị trấn. Với hơn 54.200 hội viên, đầu tháng 9 năm 2014, xã Thượng Quận triển khai mô hình cộng đồng học tập cấp xã đến cả 8 thôn. Nhà văn hóa thôn là nơi để nhân dân đến đọc sách báo, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Học tập cộng đồng của cấp xã đây là một việc rất tốt, trước hết là đối với bà con nhân dân, đối với cán bộ đảng viên là từ chỗ học tập này đã có những cái đoàn kết nhất trí và bảo ban nhau cách để làm việc làm cho tốt hơn, và đặc biệt là trong những cái việc mà từ trồng cây, nuôi con và đảm bảo là phát triển kinh tế. Cùng với đẩy mạnh mô hình học tập cấp xã, Hội khuyến học huyện Kinh Môn còn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể và ngành giáo dục đẩy mạnh mô hình cơ quan đơn vị học tập. Trường mầm non xã Hiệp An căn cứ các tiêu chí trong thông tư số 44 của Bộ Giáo dục về xây dựng cơ quan đơn vị học tập để xây dựng môi trường giáo dục và chăm sóc cho trẻ đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Hiệu quả từ việc triển khai mô hình này giúp nhà trường đạt chuẩn mức độ 2 từ năm 2010. Sau khi mà triển khai cái mô hình cộng đồng học tập cấp xã bám vào các cái tiêu chí của thông tư 44 quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì trường cũng đã có những cái triển khai rất là cụ thể, tích cực, bám vào các cái nội dung của tiêu chí quy định. Đấy, về cái hoạt động của nhà trường, công tác huy động trẻ, thì nhà trường cũng đã huy động được tỷ lệ trẻ ra lớp mà đảm bảo quy định đối với trẻ dưới 3 tuổi là trên 40%, trẻ mẫu giáo là 100%. Đấy, và cái công tác xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục là đều được quan tâm. Kết quả là nhà trường thì đảm bảo trường là xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Xây dựng các mô hình cộng đồng học tập cấp xã và mô hình cơ quan đơn vị học tập ở huyện Kinh Môn trong thời gian qua chính là hướng đi để Hội khuyến học huyện phát triển phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các mô hình này góp phần nâng cao dân trí, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Kinh Môn. Mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường mất đi. Trái lại, tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà. Gia đình bốn thế hệ của cụ Nguyễn Đức Kiến, thôn Bằng Nha, xã Bình Minh, là một trong những gia đình tứ đại đồng đường điển hình tại địa phương. Đại gia đình gồm 8 người vẫn ngày ngày sinh hoạt dưới một mái nhà. Không khí gia đình luôn ẩm ấm, hòa thuận, là tấm gương cho nhiều gia đình khác trong thôn xóm noi theo. Hiện tại, toàn xã có 6 gia đình có 4 thế hệ chung sống. Ông bà cho mẹ bố mực, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.
Đặc biệt vừa qua, cả 6 gia đình là gia đình cụ Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Náy, Phạm Thị Bé, Đỗ Văn Nghĩa, Lê Thị Tuyến và gia đình cụ Nguyễn Đức Kiến được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tôn vinh là gia đình tứ đại đồng đường tiêu biểu trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh. Gia đình đa thế hệ thể hiện sự hòa thuận, gắn bó cao về tình cảm. Các thành viên trong gia đình có điều kiện giúp đỡ nhau về vật chất tinh thần, người trẻ chăm sóc người già, người lớn tuổi, giáo dưỡng thế hệ trẻ. Để đảm bảo hành lang thoát lũ an toàn cho hệ thống đê điều, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Văn phòng Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu tất cả các bến bãi ngoài đê dừng hoạt động từ ngày 15 tháng 5 đến 15 tháng 10 năm 2018, không được tập kết vật liệu mà phải hạ thấp độ cao, tải tỏa vật liệu trên các bến bãi. Tuy nhiên tại thời điểm này, nhiều bến bãi trên địa bàn thành phố Hải Dương vẫn hoạt động bình thường, phớt lờ lệnh cấm. Tại khu vực bãi ngoài đê sông Thái Bình gần chân cầu Phú Lương thuộc phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, bất chấp lệnh cấm, nhiều tàu cát vẫn ngang nhiên cập sát bờ kè chân cầu Phú Lương để các máy xúc múc cát lên các xe tải. Mặc dù hạt quản lý đê thành phố đã tiến hành lập biên bản yêu cầu chính quyền địa phương xử lý vi phạm, nhưng đến nay vẫn không có nhiều chuyển biến. Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có hơn 30 bến bãi tập trung vật liệu xây dựng. Trước mùa mưa bão năm nay, hạt quản lý đê đã rà soát lập biên bản làm việc với từng chủ bến bãi, tuyên truyền yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của luật đê điều phòng chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm dừng hoạt động bến bãi trong mùa mưa bão. Đến thời điểm này, nhiều bến bãi vẫn chất tải cao vượt quy định và vẫn hoạt động tấp nập. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành của các chủ bến bãi chưa nghiêm túc và các xã phường buông lỏng quản lý. Vẫn còn một số cái bến bãi là lượng vật liệu vẫn còn di chuyển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Thì trong thời gian tới đây thì hạt sẽ tiếp tục coi như là phối hợp ủy ban các phường xã kiểm tra đôn đốc các cái chủ bến bãi là tiếp tục di dời những cái lượng vật liệu còn tồn tại trên bãi và coi như là phối hợp với phòng tài nguyên môi trường là sẽ coi như là kiểm tra xử lý các cái hành vi coi như là không chấp hành trong các cái hoạt động bến bãi. Theo quy định. Thời điểm này đã đang trong mùa mưa bão, mực nước trên các sông đã bắt đầu dâng cao. Chính vì vậy, cùng với công tác tuần tra kiểm soát hệ thống đê điều, cần xử lý nghiêm các chủ bến bãi vẫn cố tình hoạt động gây cản trở dòng chảy thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống đê điều. Những năm qua, hoạt động vận tải đường thủy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra khá sôi động. Vào mùa mưa bão, nước sông lên cao, dòng chảy thay đổi bất thường. Bên cạnh đó là tình trạng nước từ thượng nguồn đổ về, mang theo nhiều chướng ngại vật, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu bè, tình trạng va trôi thường xuyên xảy ra. Vì vậy, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, mùa mưa bão có ý nghĩa rất quan trọng. Những năm gần đây, mật độ các phương tiện tham gia giao thông đường thủy đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các tàu thuyền có tải trọng lớn, khiến tình hình giao thông đường sông cũng có những diễn biến phức tạp. Để hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy qua các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 4 đã xây dựng phương án thường trực chống va trôi, cứu nạn cứu hộ mùa lũ năm 2018. Theo đó, công ty đã thành lập đội điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời bố trí đầy đủ các trang thiết bị như tàu xuồng cao tốc, hệ thống phao cứu sinh, loa nén, cờ hiệu sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra, chủ động nắm vững tình hình luồng lạch, chỉnh lý kịp thời các báo hiệu trên tuyến sao cho phù hợp với tình hình thực tế, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, chủ động theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Là địa phương ven biển chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, Giao Thủy được đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh Nam Định có những chuyển biến toàn diện về hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bằng các nguồn vốn trong 7 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Giao Thủy đã bê tông hóa gần 640 km, đạt 100% đường trục xóm, đường ngõ xóm. Nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn như quốc lộ 37B, tỉnh lộ 489 và các tuyến huyện lộ được cải tạo nâng cấp làm mới đã kết nối thông suốt trên toàn hệ thống đường bộ từ trung tâm huyện đến các xã thị trấn cũng như với các huyện lân cận. Cùng với hạ tầng giao thông, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cũng được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp. Đến nay, các xã thị trấn đã kiên cố hóa gần 31 km kênh cấp 3, tiêu biểu là Giao Phong là 5.670m, Giao Tiến là 3.350m, Ngô Đồng 3.050m, Giao Yến 2.300m, Giao Hải gần 1.700m.
đã tạo điều kiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, kể cả trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.